bạn đã đến với kênh Top Tin Việt của chúng tôi. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy like và chia sẻ. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ channel nhé. Với tương lai của Sala đang bị đặt dấu hỏi lớn, tại Anfield đã bắt đầu xuất hiện các cuộc thảo luận về cái tên có thể thay thế ngôi sao người Ai Cập. Đã có những thông tin về việc Juventus sẵn sàng trả 50 triệu euro cộng thêm Paulo Dybala để đổi lấy Mohamed Salah. Ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận này, Liverpool cần tính tới phương án mang về một cầu thủ chạy cánh có thể phát triển, bởi Dybala hoạt động tập trung tại trung lộ nhiều hơn hai biên. Một lựa chọn hợp lý cho Jacob vào mùa hè là Nicolas Pepe. Tuyển thủ bờ Bên Nga đã từng bật đèn xanh cho các câu lạc bộ theo đuổi mình khi trao đổi với truyền thông cuối năm ngoái. Tôi đang có hợp đồng đến năm 2022, mong muốn của tôi là kết thúc mùa giải này ở Lille và sau đó tại sao không tìm kiếm thử thách mới ở một nơi nào đó ở châu Âu, điều đó sẽ rất tuyệt. Tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn nếu Liverpool phải thay thế Salah. The Pharaoh đã vươn mình trở thành người hùng của câu lạc bộ và là một trong cầu thủ tấn công hay nhất thế giới kể từ khi chuyển đến Anfield. Mặc dù vậy, Nicolas Pepe cũng cho thấy tiềm năng của anh không hề thua kém người đồng nghiệp. 17 bàn thắng cùng 11 kiến tạo chỉ sau 27 lần ra sân cho Lille mùa này. Kỹ thuật thường thừa với những màn trình diễn đáng kinh ngạc chính là minh chứng đanh thép nhất cho tài năng của Pepe. Ở tuổi 23, tiền đạo này vẫn còn nhiều thời gian để phát triển và anh cũng hoàn toàn phù hợp với phong cách tấn công của Klopp, với phong độ đáng nể cả khi đi bóng và chạy chỗ. Bởi vậy, có thể nói nếu Salah ra đi và Pepe cập bến, Anfield sẽ sớm đón chào một vị phu mới. Rất giống với Salah, Pepe sở hữu tốc độ và kỹ thuật đáng nể, và quan trọng hơn là khả năng hoàn thiện bản thân để vươn tới đẳng cấp mới. Theo tiết lộ mới nhất từ huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer, hai trụ cột của Man United là Jesse Lingard và Anthony Martial sẽ bỏ lỡ hai trận đại chiến với Liverpool và Chelsea vì chấn thương. Trong một diễn biến khác, tương lai của Alexis Sanchez tại Manchester United gần như đã được định đoạt. Lingard và Martial lần lượt dính chấn thương trước và sau giờ nghỉ giữa trận đấu với Paris Saint-Germain ở vòng 1/8 Champions League. Sau trận đấu đó, huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận bộ đôi này gặp vấn đề ở cơ bắp, nhưng ông cần kiểm tra y tế để xác định họ nghỉ thi đấu bao lâu. Tối qua, huấn luyện người Naui đã đưa ra bản cập nhật mới nhất về tình hình của Lingard và Martial. Theo đó, bộ đôi này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần tới. Điều đó có nghĩa họ sẽ bỏ lỡ cả trận đấu với Chelsea ở FA Cup và trận đấu với Liverpool ở Premier League. Ole Gunnar Solskjaer nói trong buổi họp báo trước trận đấu với Chelsea, tôi nghĩ họ sẽ phải ngồi ngoài từ 2 đến 3 tuần theo tình hình hiện tại. Điều đó sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ khác thi đấu, ví dụ như Sanchez, Lukaku hay Angel Gomez. Lingard và Martial rất quan trọng với chúng tôi, họ đóng vai trò lớn trong các đợt tấn công tốc độ của đội. Lukaku và Sanchez có các bộ kỹ năng khác, nên chúng tôi sẽ phải tìm cách kết hợp họ với đội một cách tốt nhất cho trận đấu tới. Bên cạnh đó, Solskjaer cho biết, thần đồng của MU là Mason Greenwood cũng dính chấn thương. Ông nói thêm, chúng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để Mason Greenwood bước ra sân khấu, nhưng đáng tiếc là cậu ấy cũng chấn thương và phải ngồi ngoài vài tuần tới. Mason sẽ phải chờ đợi một cơ hội khác. Kể từ khi chuyển tới khoác áo Manchester United từ kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, Alexis Sanchez chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng. Khoác trên vai chiếc áo số 7, Sanchez tỏ ra khá nặng nề. Ngay cả khi Man United sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho và thay bằng Ole Gunnar Solskjaer, Sanchez vẫn mất tích. Sau trận thua 0-2 trước PSG vừa qua, chính Solskjaer phải thừa nhận, tôi chẳng thể làm gì với Sanchez nữa cả. Khi thi đấu trên sân, cậu ấy còn tìm lại chính mình. Với những gì đang diễn ra, từ The Sun đưa tin, ban lãnh đạo Man United đã mất kiên nhẫn với Sanchez sau những màn trình diễn nghèo nàn suốt trong thời gian qua. Sanchez hiện đang nhận mức lương lên đến 350.000 bảng một tuần. Vì thế, Quỷ Đỏ muốn đẩy anh khỏi Old Trafford sớm để cân bằng ngân sách. Được biết, đã có nhiều câu lạc bộ liên hệ mua Sanchez, có thể kể đến như Juventus, Inter Milan và Atlético Madrid. Nếu nhận được lời đề nghị hợp lý, Man United sẽ bán đứt Sanchez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội chủ sân Old Trafford đang nhắm tới Jadon Sancho của Dortmund, cầu thủ đang được đánh giá rất cao ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ chạy cánh người Anh đã phải trải qua 18 tháng ở Đức sau khi quyết định rời Manchester City để tìm kiếm một suất chơi ở đội 1. Jadon Sancho đã nổi lên như một trong tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới và anh đang nằm trong danh sách mua sắm của Man United theo Metro. Borussia Dortmund chỉ mất 8 triệu bảng để đưa cầu thủ 18 tuổi về câu lạc bộ và Man City, đội bóng cũ, sẽ hưởng 15% phí chuyển nhượng và cũng được ưu tiên mua lại. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola đã loại trừ một động thái mua lại Sancho và điều đó mở đường cho Man United xúc tiến thương vụ. Được biết, mức giá của Jadon Sancho theo tin đồn là 100 triệu bảng, nhưng ấn phẩm The Sun tại xứ sở sương mù tuyên bố rằng Man United đã đưa ra con số khoảng 70 triệu bảng để cho một ngôi sao đang chơi rất lên chân của Borussia Dortmund. Ưu tiên của Man United trên thị trường chuyển nhượng vẫn đang là một ngôi sao chạy cánh phải và là một trung vệ. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ nên chú ý tới tiềm năng to lớn mà không phải ai cũng sở hữu như chàng trai sinh ra vào thiên niên kỷ mới. Sau thất bại trước Paris Saint-Germain vừa qua, người ta đã nói nhiều về tuyến tiền vệ như là nguyên nhân mấu chốt dẫn tới thất bại của Man United. Thế nhưng thực tế là kể cả hàng công của họ cũng chơi rất nhạt nhòa. Và mới đây, trước thông tin mối quan hệ giữa tiền đạo Mauro Icardi cùng câu lạc bộ Inter Milan có dấu hiệu đi xuống,
Thượng tầng Man United được cho đã có ý định nhảy vào cuộc đua giành người cùng Juventus. Đến lúc này vẫn chưa thể khẳng định liệu Icardi có nói lời chia tay với nửa xanh thành Milan hay không. Thế nhưng trong trường hợp có đi chăng nữa, chắc chắn mức phí sẽ là chẳng hề rẻ. Và trong bối cảnh họ còn muốn chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp, vị trí mà hai ứng viên hàng đầu là De Ligt cùng Kalidou Koulibaly đều bị đánh giá bằng một số tiền khổng lồ, chắc chắn Quỷ Đỏ sẽ phải bán bớt đi một vài ngôi sao lớn của mình. Và theo TalkSport, cái tên có thể sẽ bị đặt lên bàn tế là Romelu Lukaku khi mà kể từ khi chuyển tới Old Trafford với mức giá khổng lồ 75 triệu bảng, ngôi sao người Bỉ thực sự chưa có một đóng góp đáng kể nào để xứng đáng với một kỳ vọng khổng lồ mà các cổ động viên đặt ra. Quay trở lại với Icardi, tờ Corriere dello Sport trong số ra mới nhất ngày hôm nay cũng đã khẳng định Nerazzurri đang lên kế hoạch cho một tương lai không Icardi. Ở cuộc đối sức tại vòng 24 Serie A mùa 2018-2019, Rondo và Dybala đã thay nhau tỏa sáng, giúp cho Juventus thả Crotone với tỷ số 3-0. Dybala có chuỗi 10 trận đấu liên tiếp trên mặt trận không ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina vẫn được huấn luyện viên Marc Arnoldi tin tưởng cho xuất đá chính ở trận đấu với Crotone tại vòng 24 Serie A. Hoàng tử của thành Turin đã không khiến ông thầy Marc Arnoldi phải thất vọng. Phút thứ 6, Dybala nhận bóng của Rondo trước vòng cấm địa. Tiền đạo này sẽ sút xa cực mạnh bằng chân trái, đánh bại thủ môn Sportiano mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm của Dybala giúp Juventus dễ á hơn rất nhiều ở khoảng thời gian sau đó. Với sức mạnh đẳng cấp của một đội bóng lớn, lá mà tạo ra thế trận lấn lướt hoàn toàn so với đội bóng đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Phút thứ 17, từ pha bóng lộn xộn ở tình huống phạt góc, Carrera đánh đầu chuyền bóng cho Leonardo Bonucci, dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho bàn gia thành Turin. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Ở hiệp thi đấu thứ 2, kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi. Juventus tiếp tục kiểm soát thế trận, chơi tấn công còn Frosione chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, cách chơi phòng ngự của Frosione ở hiệp đấu này mạo hiểm hơn vì buộc phải tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 63, Juventus tổ chức tấn công bên cánh phải. Mario Mandzukic đi bóng lát léo sau đó căng ngang vào vòng cấm để Rondo dứt điểm một chạm khuất phục thủ thành, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 19 của CR7 ở Serie A mùa 2018-2019. Dẫn đối phương 3 bàn, huấn luyện viên Marc Arnoldi có một vài điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự. Theo đó, lão bà chơi chậm chắc hơn, đồng thời chiến lược gia người Italia đã rút Rondo và Jorginho Chiellini và Carrera rời sân để dưỡng sức cho trận đấu với Atletico Madrid vào ngày 21 tháng 2 tới. Mặc dù rút các trụ cột ra sân, nhưng Juventus vẫn có được thế trận tốt trước Frosione. Đội chủ nhà tạo được ra một số cơ hội ghi bàn ngon ăn, tiếc rằng các chân sút của họ lại không thể chuyển hóa được bàn thắng. Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng 3-0 trước Frosione để nối dài chuỗi trận bất bại ở Serie A 2018-2019 lên con số 24. Hiện tại lão bà có 66 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Napoli đội đứng sau 14 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Frosione dậm chân ở vị trí 19 với 16 điểm. Ở vòng 1/16 Europa League diễn ra vào ngày hôm qua, Arsenal đã để phơi áo trước Bet Borisov. Thế nhưng không ai biết rằng một tuần lương của Mesut Ozil ở Arsenal cao gấp đôi so với toàn bộ đội hình của Bet Borisov. Ozil không đá trước Bet Borisov vì bị loại khỏi danh sách đến Belarus. Hiện tại Ozil nhận 300.000 bảng một tuần ở Arsenal. Chỉ riêng mức lương của tiền vệ người Đức đã cao gấp đôi mức lương một tuần của toàn bộ cầu thủ Bet Borisov. Cụ thể, toàn đội Bet Borisov nhận tổng cộng 150.000 bảng một tuần. Không chỉ thua kém về lực lượng, Bet Borisov còn thua xa Arsenal về phong độ tại đấu trường châu Âu. Bằng chứng, đội bóng Belarus chưa từng thắng ở vòng knock-out tại các cúp châu Âu trước cuộc đụng độ Arsenal. Ngoài ra, Bet Borisov còn không thi đấu một trận chính thức nào kể từ ngày 13 tháng 12, 2018. Thế nhưng Bet Borisov đã gây siêu sốc, đánh bại Arsenal với tỷ số 1-0 ở lượt đi vòng 1/16 Europa League. Chiến thắng với tỷ số tối thiểu ngay trên sân nhà không đảm bảo tấm vé lọt vào vòng 1/8 Europa League cho Bet Borisov, bởi đội bóng này được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về tại Emirates vào ngày 22 tháng 2. Tuy nhiên, trận thắng Arsenal đã đi vào lịch sử của đội bóng Belarus. Newport City chỉ là một đội bóng nhỏ bé so với gã khổng lồ Man City. Thế nhưng đội bóng nhỏ bé này đang muốn tạo ra một cú sốc cực lớn trong lịch sử bóng đá nước Anh mùa này. Ở vòng 5 FA Cup, Newport sẽ tiếp đón Man City trong trận đấu rất được cầu thủ và cổ động viên đội bóng này chờ đợi. Trên kim tự tháp của bóng đá Anh, Newport kém Man City, đội đang dẫn đầu ngoại hạng Anh tới 82 bậc. Newport của huấn luyện viên Michel Flynn cũng không có phong độ tốt tại League 2, giải đấu có bậc thứ tư tại Anh. Thế nhưng đội bóng nhược tiểu này lại tự tin vào việc làm nên cú sốc trước Man City. Trước trận đấu, huấn luyện viên Flynn chia sẻ: "Nếu chúng tôi giành chiến thắng, đó sẽ là cú sốc lớn nhất lịch sử FA Cup. Tôi nói điều này với sự tôn trọng dành cho những đội bóng đã hạ gục các kẻ khổng lồ khác. Man City có sự khác biệt quá lớn với Newport từ tài chính cho đến chất lượng và đẳng cấp cầu thủ. Họ cũng có huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Newport mới chỉ giành 2 chiến thắng tại League 2 kể từ tháng 11/2018 đến nay. Thế nhưng họ lại đánh bại Wrexham, Leicester và Middlesbrough để lọt vào vòng 5 FA Cup lần đầu sau 70 năm.
Vì thế nên Potts chẳng có lý do gì để sợ hãi trước Man City. Flynn tiếp tục, đương nhiên tôi có hy vọng vào việc đánh bại Man City. Ai nói chúng tôi có thể cầm hòa Tottenham mùa trước hay hạ gục Leicester City mùa này? Các cầu thủ thường thi đấu trên khả năng ở các trận đấu như thế này. Chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội để cổ động viên, cổ vũ và các cầu thủ cần phải tự tin vào việc gây bất ngờ. Về phía Man City, điều mà huấn luyện viên Pep Guardiola quan tâm chỉ là mặt sân của Liverpool. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin của chúng tôi. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy like và share và nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.